Ngon. Hello, xin chào các bạn. Nay mình mới vô dạ bạn mình thấy ốc đắng quá trời các bạn ơi. Nay sẵn dịp mình bắt mình quay cho các bạn xem luôn á. Đây. Đây, ốc đắng bự không các bạn ơi. Quá trời luôn. Này ốc bu vàng. Lượm luôn để chút tính. Ốc đắng các bạn. Quá trời luôn các bạn. Mới mưa xong hồi sáng giờ đập bộ. Ở nhiều dữ ta. Ai. Không, chỉ đi trên bờ bắt thôi các bạn ạ. Nguyên một cái dành cây luôn. Đá các bạn. Đây có cái ao rồi các bạn. Ao này ao già của anh ta. Nhưng mình ốc bắt ốc đắng này đang có la đâu. Quá trời luôn. Đây các bạn thấy cái cây nó bu dưới này, đầy luôn. Bự không các bạn. Ốc đắng cỡ này là to lắm rồi. Này đi lượm cho đi bắt gì các bạn. Nguyên một cái cây này. Gỡ. Lần đầu tiên mình thấy nhiều dữ nữa. Để các bạn sao chứ nó cũng bự không đâu có vỏ đâu. Mình mới có chút xíu thôi nè, quá trời rồi. Đây nữa nè. Một lần xuống là không nào không như không dưới hai con luôn. Trời. Đó dưới này có còn bự nè. Đây nữa. Rồi, dưới sâu còn bự các bạn, quá trời luôn. Đảo quá. Ôi, quá đã luôn. Trời, dưới sâu quá trời các bạn. Này trúng bánh rồi các bạn. To các bạn. Này mình mới nè, chưa được 2 phút đồng hồ nữa. Mò dưới sâu thử rồi. Đây các bạn. Quá trời luôn các bạn ơi. Đã không? Đây mọi người. Bạn thấy nó nằm nguyên một buông những cái gỗ khúc luôn. Này đi gỡ thôi. Đây các bạn. Sao có bự không? Nó dương lưới bèo 10 các bạn. Thôi là dịu lắm ạ. Ôi, đây quá trời luôn các bạn. Nằm dãy 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 luôn. Rồi, cái này mình có ngồi lượm nó chứ bắt đi. Đây. Úi cha, một nấm luôn. Này ốc đắng chứ các bạn. Quá trời luôn các bạn. Là mệt nghỉ luôn. Cái này giờ đi lượm chứ không có đi bắt nữa các bạn. Trên bờ. Quá rồi các bạn. Đã không bự bự không? Đâu sáng gì đâu. Trời. Thôi. Quá trời luôn, hôm nay sao đâu đi nhiều dữ ta. Đây nè.
bù, nguyên cái gốc cây nó bù. Rất hết. Vừa quay, vừa quay vừa bắt mình khó luôn. Rất hết chưa. Bù, bù vàng, lượm luôn. Lượm nữa. Lượm. Bự không các bạn. Đáng cỡ này là to luôn nè các bạn. Mới mưa xong nó nổi quá trời luôn. Bạn ơi, nghỉ các bạn ơi. Đủ ăn. Quá trời luôn. Bự không? Này phải rửa lại qua ngâm. Mấy đứa cơm mà chưa bông. Bự không à, mới đâu xíu nó còn dính lưới B40. Này ốc nãy giờ mình bắt các bạn ơi, bây giờ mình lựa con to mình ăn à. Để lựa con to mình về mình làm món mình sẵn mình quay cho các bạn xem. Gốc luôn kìa, tôi tưới nước kìa. Rồi xong các bạn ơi, mình chỉ lựa nhiêu đây những con lớn mình ăn rồi. Đây. Còn nhiêu đây mình thả lại các bạn cho nó sống, mốt lớn mình bắt tiếp. Rồi, nhiêu đây về mình ngâm xong mình mới làm món các bạn. Ốc này mình ngâm từ sáng giờ rồi các bạn ơi. Mình bắt từ hồi 6 7 giờ sáng này, giờ mình ngâm tới chiều rồi, giờ cũng 5 6 giờ rồi. Mình chà sạch rồi các bạn. À, sạch luôn rồi, sạch sẽ. Giờ mình vớt ra, mình rửa sơ, mình luộc các bạn ơi. Có bỏ ớt vô cho nó giả ra. Năm từ sáng giờ chắc cũng 7 8 tiếng rồi. Chà quá trời chà luôn rồi. Sáng riêu đóng mà giờ mình chùi sạch không. Sáng mình mò chắc cũng cỡ 3-4 kg á. Mình lấy mấy con vỏ mình thả hết rồi. Ngày mình chỉ lựa những con lớn thôi các bạn ơi. Mình chuẩn bị nồi có xả các bạn. Hôm nay mình luộc thôi. Hôm nay mình không có thời gian nữa. Giờ mình chỉ luộc thôi. Nãy giờ mình về trễ quá. Rồi đổ vô. Nhìn hấp dẫn các bạn. Giờ để lên luộc thôi. Cái việc đậy nắp lại chờ đợi các bạn ơi. Chắc cỡ 15 phút nữa là chín rồi. Các bạn luộc mà thấy cái mài nó bung ra là chín rồi các bạn ơi. Nãy giờ mình luộc 15 phút rồi. Giờ... quá đã luôn. Đang muối ớt tiêu cho các bạn. Với chanh. Có đầu răm. Rồi giờ đi việc thưởng thức thôi. Thôi ngồi xuống ăn. Đi anh. Rồi, để mình thử con bự ghen các bạn. Tình từ sáng giờ các bạn ơi. Đã rồi không? Quá đã. Rồi, mời cả nhà dùng luôn. Đây, ốc đánh từ sáng mình đi bắt đây các bạn. Đã không? Và một chén, không phải chén theo chứ thiếu chén muối các bạn. Bé Hoàng Anh thì ăn nước mắm. Chút mắm chua ngọt. À, thử nước đây. Sáng là mình bỏ nhiều lắm các bạn. Không phải mình bỏ cho mình thả lại cho nó sống á. Sáng mình thả lại các bạn.
Các bạn thấy thích thì ủng hộ không? Gì á? Cây hả? Rồi, bé Hồng Anh ăn trúng hết cây rồi. Mình xin kết thúc video luôn các bạn.